Xin chào tất cả quý bà con nông dân trong chanh dây. Hôm nay công ty chanh dây Long Huệ xin gửi đến quý bà con nông dân video chia sẻ về các bước chuẩn bị hỗ trồng trước khi xuống giống chanh dây. Video trước thì chúng ta đã nói chia sẻ về cách xử lý đất trước khi xuống giống chanh dây. Trong video này thì chúng ta sẽ chia sẻ cụ thể các bước chuẩn bị hỗ trồng chanh dây. Thì đầu tiên đó là chúng ta mốc phố hoặc là củ phố. Thông thường kích thước đó là 60 x 60 x 60 cm. Và lưu ý thì khi mốc hố thì chúng ta mốc lớp đất mặt lên và thả lại vị trí cũ, tránh trường hợp là chúng ta đào đất mặt xuống đáy hố sẽ không tốt cho quá trình phát triển của cây con. Bước thứ hai thì sau khi chúng ta mốc hố xong thì tiến hành bón 0,5 kg vôi tọa hoặc là vôi bột có thành phần là canxi oxit. Sau đó thì bón 0,5 kg lưng băng đi, và tiếp theo đó là 0,5 cho tới 1 kg phân gà nữa. Sau đó tiến hành đào đều hố 2 đến 3 lần. Giai đoạn này thì mọi người chưa cần sử dụng quá nhiều phân hữu cơ, tại vì thứ nhất là giai đoạn này cây con chưa cần nhiều dinh dưỡng để phát triển, mà chúng ta có thể bổ sung phân hữu cơ bằng cách là cắt từ tấm chanh dây ra khoảng tầm 50 cho tới 80 cm, thì nên bón vòng quanh gốc phân hữu cơ, sau đó thì lấp đất mặt lại và tưới men vi sinh 1 đến 2 lần. Bước 3 đó là tưới nước cho hố chanh dây 2 đến 3 lần sau khi đã bỏ phân và đào hố. Và chúng ta lưu ý là nên tưới được đều toàn bộ hố để tránh trường hợp đó là khi mà lưng vôi tan không hết thì khi chúng ta trồng cây chanh dây xuống nó sẽ bị nóng rễ và dẫn đến chết cây. Nếu trời mưa nhiều thì chúng ta không cần phải tưới. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của chúng tôi. Để nếu thấy hay, hãy nhấn theo dõi kênh để nhận được những chia sẻ từ chúng tôi. Hãy chia sẻ để mọi người cùng biết và cho ý kiến nhé. Xin chào tất cả bà con nông dân.